Xin chào các bạn đã quay trở lại với coi đến rồi.com Trong video ngày hôm nay thì chúng ta cùng thảo luận với nhau và tìm hiểu xem là coi sàn là gì và chúng ta có nên đầu tư vào coi sàn hay không Thì như tất cả các bạn đã biết nếu như các bạn đã từng theo dõi thị trường crypto hay còn gọi là tiền điện tử thì các bạn đã ít nhất một lần nghe đến cái thuật ngữ là coi sàn Vậy thì coi sàn là gì? Thì về cơ bản đó, học sẽ đi nhanh vào trong cái phần hướng, chia, chia sẻ cái khái niệm về coi sàn cho các bạn dễ hiểu nhất tức là coi sàn tức là một cái đồng token hay còn gọi là một cái đồng tiền điện tử tiền mã hóa được phát hành bởi chính cái sàn giao dịch đó thì chúng ta gọi là coi sàn tức là nó không nó thuộc cái sàn ví dụ như là các bạn thấy binance thì phát triển cái đồng bnb hay còn gọi là binance token cái mã là bnb À, thì các bạn có thể tìm thấy ở trên coin market cap thì đây là một cái đồng coin sàn do chính sàn binance phát hành được chưa và thực ra đây binance coin cũng là một cái đồng mà có giá trị cao nhất trong tất cả các đồng coin sàn và nó cũng là một cái đồng coin sàn tiên phong và từ khi mà Binance uh, bắt đầu uh, phát hành cái đồng coin sàn thì nó trở thành một cái xu hướng là những cái sàn khác cũng bắt đầu ra mắt những cái coin của riêng mình, được chưa ạ? Thì các bạn cứ tạm hiểu là cái đồng coin sàn uh, có thể chúng ta có thể gọi là coin sàn này, token của sàn giao dịch thì chính là cái đồng tiền điện tử mà do chính cái sàn giao dịch crypto uh, đó phát hành ra, được chưa ạ? thì có rất nhiều coi sàn ví dụ như ở trên sàn Hubit thì chúng ta thấy là có đồng HT được chưa thì cũng là cái coi sàn của uh, của Hubit được chưa và uh, phần sau ở cuối phần video thì Ngọc sẽ chia sẻ cho bạn một số cái coi sàn mà các bạn có thể đầu tư uh, hoặc là những cái coi sàn mà có thể chuẩn bị ra mắt trong thời gian tới được chưa thì tiếp tục trở lại với cái câu hỏi thứ hai là uh, coi sàn có tiềm năng gì và tại sao chúng ta nên đầu tư vào coi sàn thì như các bạn thấy là coi sàn thì nó có rất nhiều cái tiềm năng và cái tiềm năng lớn nhất mà Ngọc cho rằng á, thì đó là cái tính thanh khoản của cái đồng coi được chưa thì khi mà phát hành một cái đồng coi sàn thì nó cũng trải qua cái quá trình là chuẩn bị ra mắt hoặc còn gọi là ICO tức là gọi vốn thông qua cái việc phát hành cái crypto giống như cái dự án ICO khác nhưng về cơ bản là cái dự án ICO của coi sàn thì nó luôn luôn được đảm bảo và cái khả năng rủi ro nó thấp hơn những cái dự án khác rất nhiều lý do là khi mà cái sàn đấy nó đã hoạt động rồi thì họ phát hành cái đồng coi sàn thì nó được bảo trợ bởi chính cái chiến lược phát triển của cái sàn đó được chưa do vậy nếu như trong trường hợp bạn chuẩn bị mua ICO cái coi sàn thì cái khả năng rủi ro của bạn rất là thấp tức là khi cái việc mà nó có được lên sàn hay không là một cái điều mà tất cả chúng ta đều quan tâm khi tham gia vào một cái dự án ico thì coi sàn giải quyết cái bài toán thứ nhất là chắc chắn nó sẽ được lên sàn bởi vì cái sàn của nó ra mắt cho nên là phát hành cái ico của cái coi sàn thì chắc chắn là sau khi phát hành xong họ sẽ lít ngay cái coi sàn của họ lên chính cái sàn của họ để giao dịch do vậy là cái việc là có được lên sàn hay không nó đã được giải quyết cái thứ hai á thì uh, coi sàn á nó có một số cái uh, lý do nữa đó là cái tính thanh khoản rất là cao tức là khi bạn nắm giữ một số lượng coi sàn á thì bạn có thể bán rất là nhanh ở trên cái sàn đó ấy. bởi vì bạn bán bao nhiêu thì sàn đấy cũng mua bởi vì là coi của họ cho nên là thường là họ sẽ có những cái chính sách hoặc là họ có những cái con bot để uh, tạo những cái lệnh mua tự động do vậy là bạn chỉ sợ bạn không có thôi chứ bạn có bao nhiêu coi sàn thì bạn mang đến bán đều tất cả đều có không giống như những cái coi ví dụ như chúng ta gọi là khoai rác có khi bạn nắm giữ rất nhiều nhưng mà đặt lệnh bán không thể khớp lệnh hoặc là không ai mua cả thế nhưng mà coi sàn á thì ví dụ như bạn có bao nhiêu Binance coi bạn bán ở trên sàn Binance cũng có hết hoặc bạn có bao nhiêu hubit token là là cái coin HT á bạn mang lên cái sàn hubit thì bạn bán lúc nào cũng có người mua được chưa ạ? Thì đây là cái tính thanh khoản nó được giải quyết tức là uh, tính thanh khoản rất là cao được chưa ạ? Ngoài ra cái việc mà bạn nắm giữ cái coin sàn ở trên cái sàn á thì bạn sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi. Ví dụ như ở trên sàn Binance thì khi bạn uh, nắm giữ coin sàn là BNB và bật cái chức năng là sử dụng cái BNB để thanh toán cái phí giao dịch thì bạn có thể thấy là cái phí nó luôn luôn được đít cao 25% được chưa năm nay là 20% năm trước thì là tới 50% cơ do vậy là cái phí giao dịch bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều nhiều nếu như bạn sử dụng là để thanh toán ở trên sàn bằng chính cái đồng coi sàn đó và cái việc là cái coi sàn ấy, thông thường là cái cái biên độ giá của nó sẽ dao động rất là thấp bởi vì là thường là ở trên các cái sàn họ sẽ giữ À, giữ cái tốc độ và cái việc cái biên độ giá thay đổi chênh lệch quá cao thường là không có bởi vì họ có những cái chính sách mua bán hoặc nắm giữ coi sàn của chính họ để ổn định giá ở trên cái sàn rất là tốt đây là những cái yếu tố mà và cái lợi ích là chúng ta nên đầu tư vào những cái coin coin sàn và năm 2018 này thì chắc chắn sẽ có rất nhiều sàn tiếp tục phát hành những cái coin sàn giống như là HuBit hay là giống như sự thành công của Binance thì Binance các bạn thấy là một cái coin sàn mà nằm trong top 18 được chưa là một cái coin mà rất là tiềm năng coin sàn nha nằm trong top thứ 18 và giá hiện nay đang là khoảng 12 đô đã có thời điểm ở khi mà thị trường up trend nó lên tới 20 24 đô 24 đô cho một BNB được chưa thì nếu như bạn mua vào cái tháng 7 tháng 8 khi mà nó mới ra mắt chỉ có 0.1 đô thôi và bạn giữ đến nay thì nó đã tăng rất nhiều lần được chưa thì đã tăng khoảng đến 11 đô nếu ở thời điểm hiện tại thì đây là một cái tiềm năng của cái coi sàn chưa? và hiện nay thì có bao nhiêu coi sàn và mua coi sàn ở đâu thì thực ra cái câu uh, hỏi là mua coi sàn ở đâu á, thì nó rất dễ trả lời tức là khi mà bạn uh, muốn mua một cái coi sàn nào đó thì bạn chỉ có cách là mua ở trên cái sàn của chính họ thôi uh, ví dụ như bạn muốn BNB thì bạn sẽ phải có một cái tài khoản ở trên sàn Binance để bạn mua chưa uh, Binan để bạn mua, không thể nào mua ở trên những cái sàn khác bởi vì những cái sàn khác chắc chắn họ sẽ không list cái coin của của uh, của sàn đối thủ của mình ở trên sàn. Cho nên là uh, kiểu gì bạn cũng phải mua ngay cái sàn của họ. Hoặc là nếu bạn muốn H mua HT ở trên sàn uh, HuBit uh, HT thì bạn sẽ phải mua ở ngay trên cái sàn HuBit thôi chứ không thể nào mua ở sàn khác được bạn và vào market để bạn xem được chưa nó chỉ giao dịch trên sàn HuBit thôi à HuBit thì bạn có thể mua thêm ở trên sàn gate io nhưng mà đây cũng là một cái sàn nhỏ thì đa phần là nó sẽ giao dịch ở trên sàn của chính nó được chưa và uh, hiện nay thì có thể mua uh, những cái coin sàn nào để đầu tư thì những cái coin sàn mà đã khẳng định cái thế mạnh rồi á đã được list trên coin market cap và đã thu hút được nhà đầu tư rồi thì các bạn có thể thấy là Binance Ha, đây là một cái coi sàn hàng đầu giá hiện nay cũng đã khá là cao rồi 11 đô khoảng 12 đô HT là cái coi thứ hai là một cái sàn đối thủ với lại sàn Binance giá hiện nay đang là khoảng 3.3 đô cũng có khả năng là mua thời điểm này vẫn được bởi vì là cái khả năng là phát triển của sàn HT sàn Hubit rất là mạnh và hiện nay nó đang ở nằm trong cái top 5 của cái sàn giao dịch lớn nhất thế giới cái coi thứ hai à coi thứ ba mà các bạn có thể xem nghĩ tới đó là cái coi của để học xem là coi của là là, B là cái sàn cũng là một cái sàn của Trung Quốc và đây cũng là một cái sàn nằm trong top 10 hoặc top 15 gì đó thì giá hiện nay cũng gần là một đô à, sàn bi và cái ranh của sàn bí của cái coi này cũng đã bắt đầu tiến vào trong cái ranh 100 của cái loại coi sàn thì đây cũng là một cái coi mà các bạn có thể lưu ý bi thứ hai là cái khu cool coi là sàn của khu cool coi cái mã là kcs hiện nay đã giá là 2.7 à, đô và ranh đang là 50 rồi do nên là cái giá cũng đang rất là cao được chưa à, tiếp theo cái đồng thứ năm cái coi thứ năm đó là cái cây Co cob thì các bạn thấy là nó cũng là thuộc của cái sàn Coinbase và giá hiện nay cũng còn đang là rất thấp 0.04 thôi Danh đang là khoảng 300. được chưa là của sàn Coinbase sàn Coinbase này thì ở Việt Nam ít sử dụng thế nhưng mà ở nước ngoài cũng ở một số thị trường họ cũng sử dụng rất là nhiều nên cái coin này các bạn cũng có thể xem xét đầu tư ngoài ra có một số coin trong thời gian tới hiện nay um, nó đã phát hành rồi nó, nhưng mà nó chưa được list trên Coin Market Cap uh, thì ví dụ như là cái uh, CET là cái sàn của cái coi X. coi là một cái sàn uh, giao dịch uh, và cái volume đây và hiện nay ở trên uh, đây là sàn coi thì nó có cái uh, mã là CET và cái giá hiện nay nó cũng uh, đang khoảng ở uh, gần 1 uh, gần một đô gì đó chưa không không chấm không chấm một đô à, thì mua ở thời điểm này cũng được và trong thời gian tới thì nó sẽ lít tiếp trên coin market cap và giao dịch à, cái sàn để phát triển thì bạn cũng có thể là à, tranh thủ mua cái sàn coi thì đây là một số cái chia sẻ mà Ngọc chia sẻ với các bạn để hiểu xem coi sàn là gì à, và có nên đầu tư cân nhắc vào coi sàn hay không thì về cơ bản đó các bạn cứ nhớ là coi sàn thì à, nó là một cái cái dạng coin mà do chính cái sàn để phát hành và nó được giao dịch trên sàn đó để sử dụng cái như là một cái phí giao dịch hoặc là các cái cặp giao dịch với các những cái đồng token khác và cái việc đầu tư vào coin sàn thì nó khá là ít rủi ro bởi vì là cái tính thanh khoản tốt và cái việc là nếu cái sàn đấy phát triển mạnh giống như biden các bạn thấy là nếu mà nó phát triển thần tốc khoảng trong một năm thì cái việc đầu tư vào đồng bnb cách đây một năm thì đến nay đã cái lợi nhuận rất là lớn do vậy là coi sàn cũng là một cái xu hướng và là cũng là một cái danh mục đầu tư mà các bạn có thể quan tâm ở trong cái thị trường crypto của giữa năm 2018 và trong năm 2019 sắp tới. Xin cảm ơn tất cả các bạn và nếu có câu hỏi gì thêm về coi sàn cũng như là những cái chia sẻ về những cái coi sàn mà chuẩn bị ra mắt sắp tới thì các bạn có thể để bình luận ở bên dưới để chia sẻ chúng ta có cơ hội trao đổi thêm. Cảm ơn tất cả các bạn.